Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng đến với quý vị mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và thưa quý vị, hôm nay tôi và bác sĩ Dylan Nhân Trần xin kính chào bác sĩ Dylan Nhân Trần. Dạ, kính chào bác sĩ Toán. Hôm nay thưa quý vị thì đây là một chương trình đặc biệt về Corona, COVID-19. Thì hôm nay chúng tôi sẽ không có để có đường dây để quý vị gọi vào, và bác sĩ Nhân và chúng tôi thay mặt quý vị đặt những câu hỏi để chúng tôi tự trả lời. Tại vì thưa quý vị thì theo những tin tức trên hệ thống truyền thanh, truyền hình thì quý vị thấy là rất là nhiều thông tư từ chính phủ trung ương, từ ông Tổng thống Trump đến Phó Tổng thống Pence, rồi xuống tới ông thống đốc của chúng ta thì Newsom, thì những cái thông tư đó đôi khi cũng làm cho chúng ta cũng thấy là hoảng hốt và lo sợ. Thật ra đây, những gì họ nói là những biện pháp phòng ngừa, những biện pháp sửa soạn, preparation. Trước hết họ đưa đến biện pháp phòng ngừa, và đồng thời họ đưa những biện pháp gọi là chuẩn bị, nếu trường what if, nếu trường hợp mà cái số người bị bệnh COVID-19 nó tăng ra rất là nhanh, và đồng thời chuẩn bị cho những cái trong tương lai, nếu mà những cái người đó họ trở bệnh nặng, họ cần phải vô nhà thương, họ cần máy thở, đó là những điều họ đang làm. Tôi nói tóm lại, trước hết những tin tức quý vị thấy trên truyền hình và truyền thanh đều nhắm vào hai chương trình, một số là phòng ngừa, thứ hai là chuẩn bị, nếu mà chuẩn bị nếu mà trường hợp nó trở ra quá nặng như ở bên Ý hay là bên Tàu. Nhưng tới ngày hôm nay thì thưa quý vị, thì thưa bác sĩ Nhân, thì đấy, những thống kê đây là trước hết mình nói thống kê những chuyện đã xảy ra. Chúng ta everybody, tất cả đều công nhận là cái COVID-19 truyền nhiễm rất là nhanh, rất là mạnh, phải không? Dạ vâng. Và đồng thời cái người nào bị cái COVID-19 thì cái bệnh rất, cái số tử vong rất là cao. Vâng. Thì tới ngày hôm nay thưa bác sĩ Nhân, thì toàn thế giới thì họ nói tóm tắt là trên toàn thế giới thì nó khoảng chừng 340.000 người bị bệnh, và số tử vong là gần 15.000 người. Thì như vậy là cái gì? Cứ hễ 100 người bị bệnh COVID thì 4 người sẽ tử vong, 4 người chết. Wow, rất nguy hiểm quá đi, phải không? Cái đó là tại sao người ta lo. Nào, bây giờ nói về toàn cầu rồi, toàn thế giới rồi, bây giờ ngược lại. Ở trong nước Mỹ ngày hôm nay thì ở trong toàn nước Mỹ ngày hôm nay đó, cứ hễ 100 người bị bệnh mà vô nhà thương đó thì chừng 1.25 người sẽ chết. Yeah, 1.25%. Yeah, ít hơn là thế giới ha. Thì nó lô chứ nó cao hết. Đó đó là toàn, đó là toàn quốc Mỹ. Nào, bây giờ trở lại tiểu bang California. Thì theo cái tiểu bang California đó, tới ngày hôm nay đó, thống kê 100 người ở trong California nào mà bị bệnh COVID-19 thì chừng có gần 2 người, 1.8% sẽ gây tử vong. Như vậy là rất là nặng và là nguy hiểm. Tại vì cao quá đi, con số. Nếu mà so với những bệnh như là flu vaccine, như là influenza và cảm cúm thông thường, cái số tử vong dưới 0.1, 0.0 mấy đó chứ không tới 1. Mà trung bình tiểu bang California là 1.8, là gần 2 người chết. Thì nãy giờ chúng tôi nói đến cái thống kê cho quý vị thấy là cái bệnh này nó rất là nguy hiểm, là rất là nặng. Mà vì vậy nên á, chính phủ liên bang và tiểu bang luôn luôn phải sửa soạn. Trước hết là cần phòng ngừa, làm sao cái bệnh này, cái bộc phát này nó được nhiều người bị. Và đồng thời phòng ngừa, nếu mà rất là nhiều người bị, mà rất là nhiều người phải vô nhà thương, rất nhiều người cần máy thở, ventilator. Đó là điểm mà chính phủ, trung ương và tiểu bang đang ưu tư, đang phải lo lắng. Thành ra quý vị thấy những cái chuyện họ đang làm này thì có thể là gây hoảng hốt cho tất cả mọi người. Nhưng mà xin quý vị bình tĩnh để theo đúng những cái chỉ thị của chính phủ liên bang và tiểu bang, để cho chúng ta làm cho cái COVID-19 này nó không có bộc phát mạnh mẽ như ở bên nước Ý hay là bên nước Tàu. Yeah. Even mình cũng cái tiểu bang mà bên xứ Mỹ mà nó bị nặng nhất đó là New York nó bị nặng nhất. Washington. New York là thứ nhất, Washington là thứ nhì. Yeah. New York nó bị rất là nặng, tại cái tiểu bang New York nó rất là nhỏ, mà cái dân của nó rất là nhiều, thành ra
nó ở rất mấy người đó ở gần nhau rất là nhiều. Thành ra New York nó khác Cali. Cali là một cái tiểu bang rất là lớn, mà cái người trong tiểu bang Cali đó nó không có gần nhau với bên New York. Thành ra quý vị không nên sợ. Quý vị đọc về New York đó thì bên New York bây giờ tới 100 người chết rồi, nhưng mà tại cái tiểu bang New York nó rất là nhỏ. Thưa quý vị, thì thật tình mà nói như thế này thì quý vị nên cẩn thận là những cái gì mà trên đài truyền hình, truyền thanh, ông tổng thống, phó tổng thống, rồi thống đốc tiểu bang mà nói đó là những biện pháp số 1 quý vị phải cảnh giác, số 2 là biện pháp phòng ngừa, quý vị nên theo đúng những biện pháp phòng ngừa để làm gì? Để ngừa cái bộc phát COVID-19 nó lan tràn quá nhanh, quá mạnh và đòi cần thì mới vậy. Chính phủ liên bang, tiểu bang họ đang gọi là sửa soạn, preparation. Ngoài biện pháp phòng ngừa xong rồi, họ phải prepare for worst case scenario. Trong trường hợp rất là nhiều người không có sợ về thiếu giấy đi cầu đâu, sợ không đủ máy thở, không đủ respirator để cho những người. Tại vì hiện nay cái chữa trị duy nhất mà hữu hiệu nhất là respirator, phải ventilator. Với lại không đủ mặt nạ cho mấy người bác sĩ, người nhân viên, mấy người y tá làm trong nhà thương. Thì tại sao như vậy? Là tại vì dựa theo cái kinh nghiệm ở bên Trung Hoa cũng như là bên Ý là các bác sĩ, các nhân viên y tế, y tá chăm sóc những người bệnh chết tử vong rất là cao. Vì vậy nên chuyện đầu tiên là chính phủ phải ưu tư, phải lo cho những nhân viên y tế, y tá là những người phải lo bác sĩ. Như bên tàu, bác sĩ chết, nhân viên y tế, y tá trong nhà thương chết. Vì vậy nên họ chuyện đầu tiên, cái quan tâm số 1 của họ làm sao giúp cho các bác sĩ với nhân viên y tế đã không bị nhiễm bệnh. Cái đó vấn đề là phòng ngừa cho đó. Tại vì họ chữa bệnh cho người bệnh, rồi họ là người lây bệnh, họ đem về họ truyền ra. Vì vậy nên cái đó vấn đề, nó tóm lại cái chương trình đầu tiên của chúng tôi nói về những biện pháp phòng ngừa. Số 1 là phải cảnh giác, bình tĩnh, please calm, bình tĩnh, mà đồng thời phải cảnh giác, phải cẩn thận và đồng thời theo đúng những cái chỉ thị, những cái thông tư của chính phủ liên bang và tiểu bang để làm gì. Đồng thời đừng lo, những người hữu trách cơ quan y tế địa phương họ đang chuẩn bị preparation để cho worst case scenario. Nếu mà trường hợp nó đi quá trầm trọng, quá nặng thì chúng ta sẵn sàng. Họ không để cho xảy ra như bên tàu hay không để xảy ra bên Ý đâu. Chính phủ Mỹ cũng như là toàn quốc Mỹ họ rất là đã sẵn sàng rồi. Họ đem cả những cái tàu y tế đậu ngay theo hôm nay tổng thống đã bằng lòng cho tàu y tế đậu ngay hải cảng của LA để trong trường hợp cái dịch này nó bộc phát quá nặng, quá nhanh, chúng ta sẵn sàng. Thì quý vị bình tĩnh, cảnh giác và đồng thời theo đúng chỉ thị của cơ quan y tế trung ương và địa phương và chúng ta sẽ qua cái nạn COVID-19 này. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi quý vị và chúng tôi tiếp tục nói quý vị phần 2, chúng tôi sẽ nói về thử nghiệm. Cái này cũng vấn đề rất là tế nhị. Bác sĩ Nhân sẽ nói về thử nghiệm và bác sĩ Nhân. Ok, cảm ơn sự theo dõi quý vị và chúng tôi sẽ trở lại trong giây phút. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612.